Vâng, xin chào toàn thể anh chị và các bạn quay trở lại với kênh mua bán tô cũ Kèm Loan Kinh Môn Hải Dương ngày hôm nay. Và trong buổi chiều muộn ngày hôm nay em giới thiệu cho anh chị và các bạn xem cái mẫu xe vừa về cửa hàng. Đó chính là mẫu xe Nissan Bluebird được sản xuất năm 2009 và chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc anh chị nhé. Với cái động cơ 2.0 số tự động đi rất là nhàn chân, và với cái dòng xe này thì anh chị biết nhá, nó cũng khá là ổn định và không hề có hiện tượng là hỏng vặt gì. Và ở cái dòng xe này thì em đang chào bán với giá là 290 triệu đồng. Xem xe trực tiếp tại cửa hàng đường 388 Long Xuyên, Kim Môn, Hải Dương. Và liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0976 08169 để được lấy hình ảnh chi tiết về cái mẫu xe này, cũng như là được chốt cái mẫu xe Nissan Bluebird sản xuất năm 2009 nhập khẩu số tự động anh chị nhá. Đấy, giá rất hợp lý cho anh chị các bạn mua về sử dụng. Xe này thì em cam kết cho anh chị các bạn luôn là xe không đâm đụng tai nạn gì nha anh chị nhá. Không đâm đụng, không tai nạn ngập nước, và một mẫu xe anh chị về sẵn sử dụng. Xe được trang bị rất là nhiều cái tính năng tiện nghi an toàn, đó chính là túi khí, phanh ABS, được trang bị lên màn hình cam lùi đầy đủ anh chị nhá. Gương kính gập điện. Đấy, một chiếc xe mang màu bạc, biển số của Hà Nội. Về tổng thành chiếc xe này thì anh chị và các bạn nào về hoàn toàn là sẵn sử dụng thôi. Và với cái giá 290 triệu đồng nhá, em chưa có phí vận chuyển cho anh chị nhá. Nếu anh chị và các bạn ở trong khu vực Sài Gòn muốn chốt cái mẫu xe này thì vui lòng cộng cái phí vận chuyển vào giúp em. Và bên em giá bán giá thì vô cùng hợp lý cho anh chị và các bạn. Anh chị và các bạn có thể tham khảo những cái showroom khác về cái dòng xe Nissan Bluebird này. Đấy, giá chênh lệch bên em rất là nhiều luôn, nên anh chị và các bạn có thể tham khảo và chốt được cái mẫu xe này. Đấy, liên hệ trực tiếp cho em. Đấy, xe thì em cam kết là máy số zin cũng như là không đâm đụng tai nạn ngấm nước gì. Đấy, em sẽ đi một vòng chiếc xe này cho anh chị các bạn nhé. Đó, xe thì mang cái gam màu ghi bạc. Đây, cái phần hệ thống lưới tản nhiệt của chiếc xe này anh chị nhé. Được mạ một lớp chrome đây, nhìn rất là sáng luôn. Đó, mang biển số của Hà Nội nè. Chiếc xe đăng kiểm tới tháng 1 anh chị nhé, tháng 1 năm 2020. Đây, về bốn nốt thì bốn nốt còn tương đối là đều nhau nhá. Bốn nốt tương đối là đều nhau. Đây. Tương đối là mới và đều, và xe được trang bị đầy đủ túi khí phanh ABS. Đấy, xe gương gập điện nhá. Đó, một chiếc xe thì giá rất là rẻ, 290 triệu thôi. Cho anh chị các bạn mua với mẫu xe này về sử dụng đi gia đình rất là hợp lý. Đây, về cái hai cái phần lốp sau thì nó sẽ mới và lốp trước. Lốp sau thì đã được chủ xe đã thay lốp mới anh chị nhá. Đây, lốp mới, cái phần cô lốp đây anh chị này. Đấy, phần cô lốp đây. Một chiếc xe Nissan Bluebird sản xuất năm 2009, một chiếc xe nhập khẩu anh chị nhá. Nhập khẩu, giá 290 triệu thôi. Đấy, anh chị và các bạn nhu cầu về cái dòng xe này thì liên hệ trực tiếp cho em. Và khách ở trong khu vực Sài Gòn cũng như khách xa không tiện qua xem xe nhá. Khách có thể liên hệ trực tiếp cho em để lấy hình ảnh chi tiết cũng như biết thêm thông tin chi tiết về mẫu xe này để có thể chốt cọc cái mẫu xe này. Khách hàng chỉ cần chuyển cọc cho em 20 triệu đồng, cung cấp cho em sổ hộ khẩu chứng minh. Đấy, em sẽ cho rút hồ sơ và vận chuyển xe lồng và đến tận nhà cho anh chị các bạn nhé. Đấy, trang bị cái khối động cơ 2.0 đây. Đấy, khối động cơ 2.0, biển số của Hà Nội nhé. Xe trang bị đầy đủ cam lùi nhé, màn hình cam lùi đầy đủ. Nissan Bluebird 2009. Đây, em quay cho anh chị các bạn xem hệ thống gầm. Gầm thì em cam kết đảm bảo cho anh chị các bạn luôn là gầm máy rất là chắc luôn và không hề có hiện tượng mục mọt gì cả. Đó là cái tổng thành ngoại thất của mẫu xe này. Đó. Và bước vào cái hệ thống nội thất nhá. Đây, nội thất đây. Nội thất là hoàn toàn là nội thất da xịn theo xe anh chị nhá. Đài da xịn đấy anh chị này. Về cái dòng Nissan thì anh chị biết rồi, cái hệ thống da của cái dòng Nissan nó giống như cái dòng Nissan Tena đấy. Đấy, cái hệ thống da của nó cực kỳ đẹp luôn đấy chị nhá, rất là dai luôn. Đấy, không hề có hiện tượng là rách rưới gì cả, nó chỉ cũ theo thời gian một chút thôi. Còn lại thì còn nhìn cái hệ thống da như này em quay rất là sát cho anh chị nhá. Còn rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp. Đây, nội thất thì rất là đẹp, rất là tươi. Trần là trần lỉ này, vẫn là trần lỉ và hai đèn trần nhá. Đó. Đây, nội thất thì rất là sạch sẽ. Nó sàn sàn lỉ anh chị nhá. Đây, nguyên sàn lỉ này. Sàn lỉ nguyên bản luôn này. Đó. Đây. Thực sự giá rất là hợp lý, rất là rẻ để cho anh chị các bạn mua về sử dụng nhá. Bên em bán thì giá thì anh chị các bạn yên tâm, có thể tham khảo các cửa hàng khác để có thể mua được những mẫu xe hợp lý. Đấy, một mẫu xe rất là hợp lý cho anh chị các bạn mua về. Hệ thống keo chỉ 4 cánh là keo chỉ zin nhá. Đây ạ. Đấy, keo chỉ 4 cánh zin theo xe này. Không hề có hiện tượng là va đập gì luôn.
Đấy. Về cái phần nhựa này, nhựa tắp ly đây anh chị này. Đó, phần nhựa tắp ly nhá. Đây, em quay rất là gần cho anh chị các bạn nhìn nhá. Đấy, phần nhựa của nó rất đẹp luôn. Đấy, nhựa rất đẹp, một chiếc xe nhập khẩu. Đấy, được bố trí ra cái phần giả gỗ ở đây, giả gỗ ở phần tắp ly đây. Đó, nhìn rất là sáng, rất là bắt mắt luôn. Đấy, cửa đóng rất là nhẹ nhàng nhá. Một chiếc xe hộp số tự động. Đây. Đấy, nội thất nó chỉ cũ theo thời gian thôi anh chị nhá, cũ theo thời gian thôi. Còn cái nội thất của nó còn rất là tươi luôn, rất là mới. Đấy, nội thất này, thất da rất là dai luôn. Đó, số tự động. Xe được trang bị lên màn hình cam đầy đủ nhá. Đấy. Đấy, một chiếc xe giá có 290 triệu. Đây, về cái phần vô lăng đây chị nhìn nhá. Vô lăng đây nhìn rất là mới luôn, không hề có hiện tượng là rách bạc gì nhá. Không hiện tượng rách bạc gì luôn. Trang bị túi khí đầy đủ theo xe. Đây, có rất nhiều chi tiết được giả vân gỗ này, nhìn rất là sáng và rất là sang xe anh chị nhá. Đó, những chiếc xe mà được giả vân gỗ vào thì anh chị biết là nhìn nó rất là sang. Đây này anh chị nhìn. Rất là sang luôn nhá, này. Đó, rất là sang xe luôn. Đây, cốp để đồ đây, để rất là nhiều đồ luôn. Rất là rộng rãi. Đấy, anh chị và các bạn đang có nhu cầu tìm kiếm cái dòng xe này nhá, thì liên hệ trực tiếp cho em Loan là qua số điện thoại 0976 081 69. Em sẽ tư vấn rõ hơn về cái dòng xe này để anh chị và các bạn có thể chốt sớm được cái mẫu xe này nhá. Em phải nói là mẫu xe rất là đẹp luôn ạ. Rất là đẹp luôn. Đấy, đây. Lót sàn lỉ nguyên bản này. Sàn lỉ nguyên bản nhá. Đấy, sàn lỉ nguyên bản này. Nhìn rất là sạch sẽ luôn. Đây, phần tắp ly đây. Tắp ly đây. Đấy, được bố trí có những chi tiết giả gỗ, nhìn rất là sáng xe. Và bốn tổng nâng hàng kính gót chi tiết trên chiếc xe hoạt động hoàn toàn bình thường và ổn định anh chị nhé. Em sẽ lổ máy cho quý anh chị các bạn kiểm tra cái hệ thống phanh máy luôn. Đây, gương gập điện đây. Đấy, gương nha em khởi động xe là gương bắt đầu chuyển động và xe này đi chuẩn là 8 vạn anh chị nhá. Đi chuẩn 8 vạn thôi. Đấy, một chiếc xe rất đẹp luôn này. Đây anh chị nhìn nhá, vô lăng đây. Nhìn cái vô lăng đây thì anh chị biết nhá. Đó, nhìn vô lăng này. Đấy. Nhìn thấy vô lăng thì chúng ta là biết là chủ xe đi nhiều hay ít và đi cẩn thận hay không cẩn thận giữ gìn. Xe trang bị màn hình cam đầy đủ và các hệ ống táp ly và táp lô của nó này. Đó, anh chị nhìn nhá, rất là đẹp. Xe đi có 8 vạn thôi. Đấy, một chiếc xe keo chỉ zin cả xe. Đây, điều hòa auto nhá. Như là điều hòa auto và tất cả các chức năng trên chiếc xe hoạt động vận hành hoạt động hoàn toàn bình thường ổn định. Đấy, em sẽ mở hệ thống khoang máy cho anh chị các bạn xem. Đấy. Với cái hệ thống khoang máy của chiếc xe này anh chị nhá, nó rất là lổ, rất là êm luôn. Và không hề có hiện tượng là rung lắc hơi thừa gì ở cái mẫu xe này. Đó. Đây thì em cũng chưa rửa khoang máy nên nó hơi bụi một chút. Thế nhưng mà để những cái chi tiết bụi bẩn này thì anh chị có thể phát hiện ra là xe có chảy dầu nhất hay không. Đây chị nhá, em quay rất là sát cho anh chị các bạn nhá. Đấy, máy nổ rất là êm. Đấy, em quay sát điện thoại luôn để chị các bạn nhìn. Về cái phần lắp capo đây. Cho chị lắp capo đây chị này. Đấy. Và cửa hàng em là đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương anh chị nhé. Đấy, một hệ thống khoang máy và xe thì em cam kết luôn là xe đằng cổ thống nguyên bản, không hề có hiện tượng là đâm va tai nạn gì hết. Và máy móc là chưa hề có hiện tượng là máy. Đấy. Đấy, máy móc đây chị nhé. Có 7 màu nhé. Đi theo xe. Đấy, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc giá 290 triệu đồng thôi. Nissan Bluebird sản xuất năm 2009 nhập khẩu. Vâng, đó chính là chi tiết cái mẫu xe Nissan Bluebird sản xuất năm 2009 nhập khẩu. Ở chiếc xe này trang bị khối động cơ 2.0, em đang chào bán với giá là 290 triệu đồng. Xem xe trực tiếp tại cửa hàng đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương. Và anh chị và các bạn có nhu cầu sở hữu cái dòng xe này nhé, liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0976 081 69.
Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cái mẫu xe này cũng như tư vấn rõ hơn để anh chị và các bạn có thể chốt được cái mẫu xe này. Vâng, trước khi kết thúc video, anh chị và các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh, nút chuông thông báo, like và chia sẻ kênh giúp em để theo dõi cập nhật những cái mẫu xe mới nhất em nên thường xuyên trong ngày. Hẹn gặp lại quý anh chị các bạn qua những video tiếp theo ạ.